Phương Lan xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi bản tin Y tế ngày 14 tháng 11 do báo Sức khỏe đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin như sau. Hoại tử bụng vì hút mỡ, sức khỏe bệnh nhân bây giờ ra sao? 55% bệnh nhân hiện mắc đái tháo đường có biến chứng. Sốt xuất huyết lây qua con đường nào? Sốt xuất huyết cần lưu ý gì khi dùng thuốc? Tử vong vì Whitmore, biểu hiện cận lâm sàng cần nhận biết. Bà Rịa, Vũng Tàu ghi nhận 2 trường hợp nhiễm sán khuẩn vàng da. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời sự y tế trong ngày. Quý vị thân mến, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, nhiều người đã lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vì ham rẻ mà lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ thiếu an toàn, dẫn đến những nguy hại về sức khỏe. Mới đây, Bệnh viện Hồng Ngọc vừa tiếp nhận một trường hợp một người phụ nữ 30 tuổi ở Hà Nội vì tự ti với vùng bụng bèo nhèo sau khi sinh con thứ hai đã đến một spa để hút mỡ. Thế nhưng rồi, đẹp đâu chưa thấy, chị đã bị biến chứng hoại tử, loét da nặng vùng bụng, phải vào bệnh viện để được các bác sĩ xử lý hậu quả. Trước đó, theo thông tin từ Bệnh viện Hồng Ngọc, vào chiều ngày 12 tháng 11, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị biến chứng hoại tử nặng vùng bụng sau khi tiến hành hút mỡ tại một cơ sở thẩm mỹ. Đây là một bạn khách hàng bệnh nhân 30 tuổi. Đấy. Thì sau khi bạn ấy đã tiến hành phẫu thuật hút mỡ và tạo hình bụng tại một cái cơ sở thẩm mỹ ở ngoài, thì sau khi đến khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thì có cái tình trạng là bị hoại tử cái vùng bụng. Đấy, cái vùng da vùng bụng ấy, thì nó bị lở loét và nó bị hoại tử một phần tương đối rộng. Những cái diện tích có thể vùng từ bắt đầu từ điểm dưới rốn đấy đến xuống hết cái đường phẫu thuật thì khoảng độ diện tích khoảng hơn 10 cm cái chiều rộng. Thạc sĩ bác sĩ Bùi Tuấn Anh cho biết thêm, hiện nay tình trạng của bệnh nhân đã ổn định. Nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời ngay lúc đó thì vùng hoại tử có thể gây viêm, nhiễm trùng lan rộng, nhiễm khuẩn huyết nặng. Các bác sĩ đã xử lý vùng nhiễm trùng, phẫu thuật thẩm mỹ vùng bụng cho bệnh nhân, sau đó tiếp tục điều trị tại viện. Đấy, thì sau khi mà được đến thăm khám và được điều trị thì chúng tôi đã phải sử dụng các biện pháp, các cái quy trình điều trị rất là tốt để mà chăm sóc lại cái vết thương đấy. Và sau khi mình đã đóng lại cái vết mổ thì hiện tại tình trạng của bạn ấy là tương đối ổn định rồi. Các ca tai biến thường xảy ra ở các cơ sở thẩm mỹ không phép, nơi không có đủ điều kiện can thiệp, nhân viên không được đào tạo bài bản. Bệnh nhân thường bị biến chứng ở vùng bụng, mũi, mặt hoặc cây mỡ ở mông, ngực, hỏng, thuyên tắc mạch có thể tử vong. Những năm gần đây, số bệnh nhân tiểu đường đang có xu hướng gia tăng nhanh với nhiều biến chứng nặng nề như biến chứng tim mạch, thận, mắt, thần kinh, trở thành nỗi lo ngại của toàn xã hội. Thống kê mới nhất cho thấy, Việt Nam có gần 5 triệu người mắc đái tháo đường. Theo Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới, năm 2021, thế giới có tới 537 triệu người mắc đái tháo đường, tương ứng với tỷ lệ cứ 10 người lớn độ tuổi từ 20 đến 79 tuổi sẽ có một người mắc đái tháo đường. Cứ 6 trẻ sinh ra có một trẻ bị ảnh hưởng bởi đái tháo đường trong giai đoạn phát triển thai nhi. Đặc biệt, có tới 50% số người trưởng thành mắc đái tháo đường mà không được chẩn đoán. Tại Việt Nam, theo kết quả điều tra của Bộ Y tế năm 2021, tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương với khoảng gần 5 triệu người đang mắc bệnh đái tháo đường. Trong đó, số người đã được chẩn đoán điều trị chỉ chiếm khoảng 35% và số đang được quản lý điều trị tại các cơ sở y tế chiếm 23,3%. Theo dự báo, số mắc đái tháo đường của Việt Nam cũng như toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Đái tháo đường là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tàn tật và tử vong sớm ở hầu hết các quốc gia và là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa, bệnh tim mạch, suy thận và viêm loét chân phải cắt cụt. Kết quả điều tra tại Việt Nam có hơn 55% bệnh nhân hiện mắc đái tháo đường đã có biến chứng, trong đó 34% là biến chứng về tim mạch, 39,5% có biến chứng về mắt và thần kinh, 24% biến chứng về thận. Trước những nguy cơ của bệnh đái tháo đường với sức khỏe người dân, Bộ Y tế kêu gọi toàn thể mọi người dân hãy có trách nhiệm với sức khỏe của mình bằng cách thực hiện lối sống lành mạnh, ăn uống và duy trì cân nặng hợp lý, sử dụng iốt trong bữa ăn hàng ngày, tăng cường vận động thể lực, chủ động tìm hiểu kiến thức về bệnh đái tháo đường để dự phòng, phát hiện sớm bệnh. Về phía cán bộ, nhân viên y tế cũng cần nâng cao trình độ chuyên môn để tư vấn, khám phát hiện sớm, chuẩn đoán điều trị kịp thời, quản lý bệnh đái tháo đường hiệu quả, đồng thời tích cực thông tin, truyền thông, phổ biến nâng cao nhận thức và kiến thức về bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp, Sở Y tế, các cơ sở y tế các tỉnh, thành phố
Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam xác định phòng, kiểm soát đái tháo đường là một nhiệm vụ ưu tiên, thực hiện các chiến lược và chính sách hiệu quả để phòng ngừa và quản lý bệnh, để bảo vệ sức khỏe của người dân không mắc bệnh đái tháo đường hoặc chung sống có chất lượng với bệnh đái tháo đường. Dịch sốt xuất huyết vẫn đang có những diễn biến phức tạp, số người mắc ngày càng tăng cao khiến nhiều người lo lắng. Cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia ngay sau đây về những đường lây truyền của bệnh sốt xuất huyết. Theo báo cáo của Bộ Y tế, số ca mắc và nhập viện do sốt xuất huyết năm nay tăng vọt so với những năm trước. Các chuyên gia lo ngại trong tháng 11 và tháng 12 tới có thể sẽ là đỉnh dịch của sốt xuất huyết năm nay. Bên cạnh đó, thời tiết bắt đầu vào mùa đông có nguy cơ bùng phát một số bệnh gây dịch khác như là cúm, sởi, thủy đậu, adenovirus. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do một loại siêu vi trùng có tên là dengue gây ra. Đây là căn bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác nếu như bị muỗi vằn có nhiều khoang trắng ở chân và lưng, tên khoa học là Aedes aegypti, mang mầm bệnh đốt. Muỗi bị nhiễm bệnh khi đốt hút máu người mắc bệnh hoặc người nhiễm virus. Sau khoảng một tuần, muỗi mang mầm bệnh đó có thể lây truyền virus dengue khi đốt người khác. Bệnh nhân ở thể nặng, nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời sẽ dễ đến tử vong. Chính vì vậy, nhiều người lo ngại về mức độ lây lan của bệnh. Bản thân sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm, không lây truyền, thông thường thì không lây truyền trực tiếp từ người sang người. Sốt xuất huyết có vector truyền bệnh đó là do muỗi, muỗi là muỗi vằn, là tên khoa học là Aedes aegypti. Và bản thân khi muỗi muỗi vằn đốt những người bị sốt xuất huyết hoặc là người người mang virus sốt huyết không biểu hiện triệu chứng, thì khi virus nhân lên trong cơ thể muỗi và sau đó cư trú ở cái tuyến nước bọt của muỗi, và khi muỗi đốt những người là lành thì sẽ truyền cái bệnh sốt huyết cho những người bệnh nhân người khác. Một số bệnh viện vừa ghi nhận tình trạng bệnh nhân ngộ độc do dùng quá liều paracetamol để điều trị sốt xuất huyết. Căn bệnh này đi kèm theo những triệu chứng như sốt cao, người mệt mỏi. Nhiều người vì muốn hạ sốt nhanh mà sử dụng quá liều paracetamol dẫn đến buồn nôn, tăng men gan, tổn thương gan. Trong vài ngày đầu tiên khi bị sốt xuất huyết, người bệnh thường sốt cao liên tục, đau đầu, đau người dữ dội. Nhiều người đã tự ý tăng liều hoặc dùng nhiều lần thuốc hạ sốt, giảm đau paracetamol, dẫn tới tăng men gan, tổn thương gan. Người dân ấy thì cũng hay có những cái tâm lý là ngại đi bệnh viện, thế là có thể là đến các phòng khám tư nhân để truyền dịch hoặc là truyền các cái thuốc bổ, rồi thì truyền đạm, các thứ đấy là những cái dung dịch mà không được khuyến cáo trong hướng dẫn của Bộ Y tế. Thì cũng khuyên là người dân sẽ được đi đến các cơ sở y tế để khám, ví dụ như là cái xét nghiệm NS1 ấy, kháng nguyên là rất là đơn giản để có thể phát hiện ra từ những ngày đầu. Thế nên nếu mà dương tính thì biết là sốt xuất huyết, thì có thể là được các bác sĩ chuyên khoa sẽ theo dõi và điều trị. Một số trường hợp có thể điều trị tại nhà, cũng không nhất thiết phải đến bệnh viện, ví dụ như là uống các cái dung dịch nước hoặc là bù dung dịch cortisone, sau đó thì dùng thuốc hạ sốt thôi. Và lưu ý là không dùng kháng sinh, đấy, cũng như là không dùng corticoid, cũng như là không truyền những cái dung dịch như là đạm hay là dung dịch cao phân tử hay truyền máu, là những cái mà cũng khá là nguy hiểm và cần phải được đến nhập viện và theo dõi tại các cơ sở điều trị chuyên khoa. Paracetamol là thuốc giảm đau, giảm sốt, được dùng cho người bệnh sốt xuất huyết. Thuốc giúp hạ sốt và làm dịu cơn đau đầu, đau mình mẩy. Thuốc được dùng với liều từ 10 đến 15mg trên 1kg trên một lần, tối đa từ 4 đến 6 lần trên một ngày, không quá 60mg trên 1kg trên 24 giờ. Tuy nhiên, nhiều người thấy sốt không hạ nhiều, đã tăng liều paracetamol hoặc dùng nhiều hơn số lần khuyến cáo trong ngày, đã dẫn tới tăng men gan, tổn thương gan, trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây suy gan. Whitmore là căn bệnh truyền nhiễm rất khó phát hiện do dễ nhầm lẫn với các bệnh khác và không được điều trị kịp thời. Ngay cả khi được chẩn đoán đúng bệnh, việc điều trị cũng vô cùng khó khăn và có nguy cơ tử vong cao. Đâu là những biểu hiện lâm sàng cần nhận biết của căn bệnh này? Hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến của chuyên gia y tế ngay sau đây. Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhi 15 tuổi, trú tại Thanh Hóa, mắc bệnh Whitmore đã tử vong trong tình trạng hoại tử ruột, suy đa tạng. Theo đó, bệnh Whitmore có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, có thể diễn biến nặng, tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của Bệnh viện Nhi Trung ương và của Hệ thống Giám sát Bệnh Truyền nhiễm, đã ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia, Burseiomallei gây ra.
Trong đó có 2 trường hợp là trẻ em tại thị xã Nghi Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và 1 trường hợp là người lớn tại huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Liên quan đến bệnh này, cuối tuần qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong là bé trai 15 tuổi, sinh năm 2007, ở tại xã Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh Nhi mắc bệnh Whitmore đã tử vong vào đêm ngày 11 tháng 11, trong tình trạng suy đa tạng, hoại tử ruột. Theo các bác sĩ của chuyên khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh Whitmore là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn Bacteria Brucellosomalae gây ra. Bệnh ghi nhận số ca mắc cao chủ yếu tại Úc và khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, ca bệnh đầu tiên được ghi nhận vào năm 1925 và đến hiện nay vẫn xuất hiện rải rác ở một số địa phương. Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, có thể diễn biến nặng, tử vong, đặc biệt là ở những người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch. Điều trị bằng cách sử dụng các kháng sinh có nhạy cảm với vi khuẩn, hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Điều kiện vệ sinh môi trường bị ô nhiễm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển, nên có thể tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc bệnh Whitmore. Các biểu hiện lâm sàng hay gặp về bệnh Whitmore như sau. Viêm phổi là thể bệnh hay gặp nhất, có biểu hiện lâm sàng giống với các viêm phổi mắc phải trong cộng đồng do các căn nguyên khác. Bệnh nhân có sốt cao, sốt rét run, ho đờm mủ, tổn thương có thể tiến triển thành viêm phổi hoại tử dẫn đến suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn huyết cũng là thể bệnh hay gặp, có thể không xác định được đường vào, dễ diễn biến thành sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng gây tử vong, áp xe hoặc viêm mủ tuyến mang tai. Bộ Y tế khuyến cáo 7 biện pháp phòng bệnh Whitmore như sau. Nhiễm xoắn khuẩn vàng da là bệnh nhiễm trùng lây truyền từ động vật sang người do vi khuẩn hình xoắn Leptospira gây ra. Đây được lưu ý là một bệnh lý nguy hiểm, có thể dẫn đến nhiễm độc toàn thân, xuất huyết, suy gan thận dẫn đến nguy cơ tử vong cao cho người bệnh. Theo thống kê, 10 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm xoắn khuẩn vàng da. Đây là lời nhắc nhở cho mỗi người dân về ý thức giữ gìn vệ sinh nơi ở và làm việc. Theo thông tin trên hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, 10 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm xoắn khuẩn vàng da, các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Giấy. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, bệnh xoắn khuẩn vàng da thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm B trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Bệnh nhân lây truyền từ động vật sang người với đặc điểm lâm sàng rất đa dạng, gồm 3 thể: nhiễm khuẩn thể ẩn khoảng 15-40%, thể nhẹ không có biểu hiện vàng da hoặc không có biểu hiện viêm màng não, khoảng 90 số người có biểu hiện và triệu chứng, và thể lâm sàng cấp tính điển hình. Vàng da nặng gọi là hội chứng Wei, khoảng 5-10%, có thể dẫn đến tử vong. Ổ chứa trong thiên nhiên là động vật hoang dã, các loại gặm nhấm hoang dã như hươu, sóc, cáo, chồn hôi. Cùng với đó là các súc vật gần người như chuột, lợn, trâu, bò, chó, gấu trúc. Xoắn khuẩn vàng da ở môi trường nước hoặc đất ẩm ướt bị ô nhiễm, nước tiểu súc vật xâm nhập vào cơ thể qua da, đặc biệt là chỗ da bị xước, và có thể chui qua lỗ chân lông của da hoặc niêm mạc ở các hồ bơi bị nhiễm xoắn khuẩn. Có thể bị nhiễm xoắn khuẩn vàng da do tiếp xúc trực tiếp với nước tiểu hoặc mô súc vật bị nhiễm xoắn khuẩn, hoặc do ăn phải thức ăn bị nhiễm nước tiểu của động vật nhiễm xoắn khuẩn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày 14 tháng 11 hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!